Chào chị và các bạn, tôi là Tam Nguyên. Chào mừng anh chị đến với kênh YouTube Tư vấn hồ sơ công năng phong thủy. Đây là kênh chia sẻ video về kiến thức phong thủy liên quan đến cái việc ứng dụng các kiến thức phong thủy trong việc thiết kế nhà cửa, phối hợp với các cái không gian kiến trúc hiện đại đối với cả kiến thức phong thủy để tạo ra không gian sống hài hòa và thịnh vượng. Để nhận được các video chia sẻ về kiến thức phong thủy sớm nhất và hoàn toàn miễn phí, anh chị nhấn vào nút xem ngay ở phía dưới video này, hoặc anh chị có thể vào phần tìm kiếm của YouTube rồi gõ tư vấn hồ sơ công năng phong thủy, sau đó ấn vào nút đăng ký và cái biểu tượng hình quả chuông ở bên dưới để tôi sớm nhất có thể gửi đến anh chị những video về kiến thức phong thủy tuyệt vời này. Xin cảm ơn.